trong lúc nhập dữ liệu cho bàn tính thì thường cái phần họ và tên bạn nhập chung vào một cái ô như thế này. Thì điều này giúp cho việc nhập liệu nó được nhanh dễ. Tuy nhiên khi mà bạn gặp yêu cầu là sắp xếp một cái bảng dữ liệu theo họ tên chẳng hạn, thì thường người ta sẽ xếp theo tên trước, sau đó mới đến họ và tên đệm. Thì việc nhập dữ liệu chung như thế này nó sẽ khó trong việc sắp xếp. Và dữ liệu thì bạn đã lỡ nhập rồi, không thể nhập lại từ đầu được. Lỡ như bảng dữ liệu của mình nó rất là nhiều, sinh viên của một trường chẳng hạn, hoặc là nhân viên của một công ty, và lúc đó cái số dòng dữ liệu của mình rất là nhiều, không thể nhập lại từ đầu. Thì lúc này bạn phải dùng một cái hàm gì đó để nó có chức năng là lấy ra tên trong cái chuỗi họ tên, và lấy ra họ và tên đệm trong cái chuỗi họ tên. Thì Excel nó không hỗ trợ cho chúng ta cái hàm đó, nhưng chúng ta sẽ tự viết bằng cách dùng VBA. Và mình chọn vào Ribbon Developer, chọn Visual Basic. Mình ra một cái module Insert module. Tên của module này mình đặt tên là xử lý chuỗi. Tên thì các bạn đặt liền nhau, không có con trắng. Mình viết cái hàm lấy ra tên trước. Mình đặt tên hàm là tách tên. Hàm số nó nhận vào là họ tên, thuộc kiểu string. Và nó sẽ trả về một cái chuỗi là tên, nó thuộc kiểu string luôn. Thì mình muốn lấy ra tên, mình sẽ duyệt ngược cái chuỗi. Ví dụ tên là Nguyễn Duy Phương chẳng hạn, thì mình sẽ duyệt ngược chuỗi. Mình đầu tiên lấy chữ G này so sánh xem nó có phải là khoảng trống không. Nếu là khoảng trống thì mình dừng việc lấy tên lại, tại vì nếu khoảng trống thì mình đã lấy được tên rồi. Duyệt qua từng ký tự từ cuối cho tới khi nào gặp khoảng trống thì thôi. Thì đầu tiên mình sẽ trim, ở đây mình truyền vào kiểu thăm trị, cho nên mình thêm là by one. Đầu tiên mình sẽ trim cái chuỗi họ tên để lỡ như người ta nhập có khoảng trống dư thừa ở trong đó. Tiếp theo mình sẽ duyệt chuỗi y bằng len của họ tên. Tu 1 step là trừ 1 net y. Và chúng ta sử dụng biến y, chúng ta phải khai báo biến rõ ràng. Y thuộc kiểu integer. Bây giờ chúng ta sẽ set if. Chúng ta sẽ lấy ra một từng ký tự, mình khai báo thêm một biến nữa là ký tự string. Đầu tiên mình đi lấy ký tự tại vị trí thứ y ra, ký tự bằng mid. Mid nó sẽ lấy một chuỗi con nằm trong một chuỗi lớn, chuỗi lớn của mình là họ tên. Vị trí bắt đầu lấy là mình sẽ lấy tại vị trí thứ y, mình còn lấy ra một ký tự thôi, cho nên len của mình truyền vào là 1. Ở đây mình xếp xkt của mình mà bằng khoảng trống tên. Nếu đúng thì mình exit for, thoát khỏi vòng lặp for L. Ngược lại thì mình sẽ ghép cái tách tên bằng cái ký tự mình lấy ra được là kata, cộng thêm cho cái tách tên. Sau khi chạy hết cái vòng lặp này, chắc chắn mình sẽ lấy được tên. Các bạn xem, mình sang Excel. Tên bằng tách tên. Cái mình truyền vào là họ và tên ở đây.
Enter. Thì các bạn thấy nó tách ra được tên. Mình copy công tắc xuống. Thì đến đây mình đã lấy được tên rồi, còn họ, việc lấy họ rất là dễ. Thêm một cái hàm nữa để lấy ra họ. Lấy họ thì mình chỉ cần lấy tách họ sẽ bằng let let của chữ họ tên, ông lấy các cái từ ở bên trái của họ tên. Sau khi tự lấy mình sẽ lấy chiều dài của cái chuỗi họ tên trừ cho chiều dài của cái tên. Cái tên mình dùng cái hàm tách tên để lấy ra. Và có thể sau khi tách lấy led như thế này thì ở phía cuối cái họ của mình nó sẽ có một khoảng trắng, cho nên mình dùng trim họ bỏ khoảng trống dư thừa đi thì các bạn sẽ được họ. Các bạn có thể ghi chú thêm cho các cái hàm. Lấy tên từ chuỗi họ tên. Lấy họ và tên đêm từ chuỗi họ tên. Bây giờ mình quay trở lại Excel bằng tách họ. Các bạn thấy như vậy là mình lấy ra được chuỗi tên riêng và họ cộng với tên đệm riêng. Lúc này mình sắp xếp rất là dễ. Đầu tiên xếp tên trước rồi sau đó xếp xếp họ thôi. Rồi ngay cả một cái người nào đó mà mình chỉ nhập tên còn tôi không nhập họ, nó vẫn lấy ra đúng rồi. Các bạn thấy họ và tên đệm nó là không rỗng nữa, còn nó lấy ra được tên nữa. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.